du khách hành hương đến Fatima không chỉ cảm thấy vô cùng xúc động khi được chiêm ngưỡng bức tượng mẹ Fatima, một nhà điêu khắc trứ danh tên là Jose de Dimes thực hiện theo lời mô tả của chị Lucia, nhưng còn được nhìn thấy tận mắt chiếc chiều thiên vô cùng tinh xảo của Casa Litao và Ima, một hãng kim hoàn ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Công việc chế tác chiếc chiều thiên bắt đầu vào năm 1941 và hoàn thành năm 1942. Chiếc chiều thiên được hãng chế tạo như một chiếc chiều thiên kiến vì có 8 thanh bằng vàng kết dính với nhau ở đỉnh. Phía trên đỉnh chiều thiên là một quả cầu màu xanh đại diện cho thế giới và trên đỉnh trên cùng có một cây thánh giá. Chiếc chiều thiên được chế tác từ những chiếc nhẫn vàng được nấu lại cùng với khoảng gần 3.000 viên đá quý, gồm 1.400 viên kim cương, 950 viên đá quý, 313 viên ngọc trai, 260 turquoise, 33 viên sapphire, 17 viên ruby, 1 hạt ngọc lục bảo và 1 thạch anh tím. Đây là một món quà quý giá mà đoàn con nước Bồ Đào Nha kính dâng lên mẹ. Mặc dù triều thiên được hoàn thành năm 1942, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mãi đến ngày 13 tháng 5 năm 1946, Đức Pio XII đã gửi Đức Hồng Y Benedetto Marcella đàm làm đặc sứ cho ngài, đích thân chủ sự nghi thức đội triều thiên lên đầu Đức Mẹ Fatima. Ngoài ra, trên triều thiên này còn có lưu giữ một viên ngọc của Đức Mẹ dành cho đoàn con cái của mình. Thật thế, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị ám sát bằng 3 phát súng lục tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma bởi một tên khủng bố. Mãi cho đến hôm nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ ám sát, nhưng riêng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thì hoàn toàn xác tín rằng chính nhờ bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ Fatima che chở nên ngài mới có thể thoát chết một cách lạ lùng như thế. Bởi vì ngày ngài bị ám sát tại Roma 13 tháng 5 năm 1981 chính là ngày Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ nhỏ chăn chiên ngày 13 tháng 5 năm 1917. Năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đích thân đi hành hương Fatima để tạ ơn cứu sống của Đức Mẹ. Trong dịp này, ngài cũng mang theo một trong các đầu đạn đã bắn vào ngài để dâng kính Đức Mẹ. Một sự lạ lùng đã làm chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và tất cả những người chứng kiến không khỏi sửng sốt và kinh ngạc. Là đầu viên đạn mà ngài mang theo kia khi được gắn vào một lỗ hổng duy nhất còn sót lại ở triều thiên trên đầu tượng Đức Mẹ Fatima, hoàn toàn vừa vặn. Ngày nay, triều thiên được bảo quản cẩn thận tại phòng trưng bày của Vương cung Thánh đường Fatima và nó chỉ được dùng vào ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima ngày 13 hàng tháng và trong các dịp đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. We'll be right back.
rộng mở nơi cung điện thiên quốc, niềm tin tưởng niềm hoan hỷ thiên đình. Mẹ là đóa huê đẹp giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa chân ai xa vời. Gốc dễ xây nấy một chồi từ dễ nở tươi một cái. Mẹ phó mây mờ giữa trung dương bập bềnh giữa